Tiểu sử Nguyễn Thị Ngọc, nữ tử tù Hoa Khôi Hà Quảng, thích gối hoa, đọc báo gợi tình. Xin chào các bạn đang theo dõi PKT Tiểu sử Giang Hồ Người Nổi Tiếng. Mới 37 tuổi đã mang án tử hình, Hoa Khôi Hà Quảng mang nỗi hận lòng khó nói. Nàng tiên lâu đã khiến chị ta mất tất cả, chồng, con và cả người tình hào hoa trí thức. Hãy cùng PKT tìm hiểu tiểu sử và những yêu sách của nữ tử tù xinh đẹp Nguyễn Thị Ngọc trong danh sách phát tiểu sử giang hồ người nổi tiếng và sóng vào 3 khung giờ, 11, 12 giờ và 18 giờ trên PKT. Hoa khôi Hà Quảng và mối tình oan trái. Đầu tiên cùng tìm hiểu về lý lịch. Tên thật Nguyễn Thị Ngọc, biệt danh Hoa khôi Hà Quảng, năm sinh 1968, quê quán Cao Bằng. 18 tuổi với nhan sắc rực rỡ của cô thiếu nữ Hà Quảng, Ngọc lấy chồng nhưng hạnh phúc với cô thật ngắn ngủi. Chưa đầy một năm sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, chồng Ngọc đồ đốn nghiện nặng, như chết lặng ngọc bế con bỏ về bên ngoài cắt đứt quan hệ với chồng nhưng tình nghĩa vợ chồng không phải nói bỏ là bỏ ngay được bao ngày thấy chồng đến nhà khóc lóc và thể thốt ngọc mùi lòng và chấp nhận quay về để giúp chồng cai nghiện chồng cô cũng đi cai được mấy tháng nhưng khi về lại đâu vào đấy thậm chí lại còn nghiện nặng hơn cứ vậy cai ra cai vào được vài lần rồi ngọc có thai đứa thứ hai và đẻ cô con gái nữa nhưng anh chồng vẫn chẳng thể nói không với hàng trắng thậm chí khi không còn chỗ nào để xoay sở tiền anh ta đã tham gia bán lẻ hàng trắng để có tiền. Chồng nghiện, hai con nhỏ nheo nhóc. Thấy chồng làm thế, Ngọc cũng chấp nhận buông cuộc đời mình theo lợi nhuận của cái chết trắng. Chúng tôi xin trích lại câu chuyện của nhà báo với Ngọc khi đã xa lưới vào năm 2004 và bị kết án tử hình. Tôi hỏi Ngọc liệu có phải do giận chồng mà lao vào con đường phạm tội. Đôi mắt đẹp của Ngọc ngước lên nhìn tôi hồi lâu rồi nghẹn ngào đáp. Cũng không hẳn vì lý do đó, một phần cũng là vì tôi ham giàu nhanh chóng. Rồi Ngọc ôm mặt khóc nức nở, nước mắt lã chã rơi qua kẽ ngón tay, xanh gầy trông thật sâu thảm. Ngọc bảo hồi đó cứ nghĩ đơn giản là đi hàng một vài lần. Có tiền rồi về thì chẳng ai biết đấy là đâu. Nhưng cô chẳng ngờ hậu quả của nó là phải trả giá. Nguyễn Thị Ngọc, từ tù đang được tạm giam ở trại giam kế công an tỉnh Bắc Giang, lại hoàn toàn khác. Cô ta là người luôn đưa ra những đòi hỏi oai oăm nhất. Ngọc là người đàn bà có nhan sắc nhưng lại quá chuyên chuyên. Người mà Ngọc lấy làm chồng là một kẻ nghiện rất nặng. Cái lần Ngọc đưa chồng đến trung tâm y tế huyện Phú Lương tỉnh Thái Nguyên để cai nghiện, cô ta đã gặp bác sĩ Vũ Năng Sĩ. Cuộc gặp gỡ định mệnh giữa vợ một con nghiện và một bác sĩ chuyên khoa về cai nghiện đã khiến họ phải lòng nhau. Biết chồng khó có thể cai nghiện, Ngọc bắt mối với sĩ và rủ anh ta buôn thuốc viện. Ngật ngừ với men tình nên anh này đã được gật đầu đồng ý. Sau này khi đường dây buôn bán thuốc viện của Nguyễn Thị Ngọc và Vũ Năng Sĩ bị bắt thì cả hai đều bị xử tử hình. Mối tình ngoài luồng ấy đã đưa họ đến với kết cục bi thảm. Kể từ năm 2015 về trước, ngọt nghẹt 10 năm Nguyễn Thị Ngọc phải sống trong buồng biệt giam của công an tỉnh Bắc Giang nên người đàn bà đẹp này trở nên lì lợm và đưa ra rất nhiều yêu sách quản giáo của trại giam kể rằng những yêu sách của ngọc đưa ra không hề to tát nhưng chủ yếu là để gây khó dễ với quản giáo chẳng hạn như khi ngọc nhờ cán bộ quản giáo mua cho gối thì chiếc gối đó nhất định phải có hoa văn là hình một bông hồng và nó nhất định không được dày quá cũng không được mỏng quá ngọc thích đọc báo nhưng phải là tờ đang yêu sẽ đơn giản nếu ngọc chấp nhận đặt báo theo định kỳ đằng này cô ta lại luôn ngẫu hứng Báo phát hành thứ ba và thứ sáu hàng tuần, nhưng đôi khi thứ năm Ngọc mới nhờ mua. Và nếu cán bộ quản giáo hôm đó không thể lùng mua được báo cho Ngọc vì lý do báo hết, thì cô ta sẽ gào khóc và nói rằng, cán bộ không quan tâm gì đến tôi, hãy để tôi chết đi còn hơn. Mua khăn tắm cho Ngọc cũng là một sự khó cho cán bộ quản giáo. Mua khăn to cũng không được, mà mua khăn nho nhỏ một chút thì Ngọc sẽ vặn là mua khăn mặt à? Chưa dừng ở những yêu sách ấy mà thỉnh thoảng Ngọc còn đòi phải thay buồng giam, thay người quản giáo trực tiếp. Khi được hỏi lý do vì sao thì Ngọc thản nhiên trả lời, ở mãi một phòng lâu nên chán, phải nhìn mãi một cán bộ cũng chán nên muốn thay đổi không khí tí thôi. Lý do Ngọc đưa ra không được ban giám thị trại giam chấp nhận nên cô ta quyết định tuyệt thực trong một thời gian dài. Và đỉnh điểm Ngọc đã tích nước tiểu su uế lại nhờ cán bộ đi qua để hắt vào người. Sau hành vi ấy, Ngọc đã bị kỷ luật bằng một tháng không được tham gặp và tiếp tế từ người thân. Nhưng ngay cả khi được ban giám thị trại giam linh hoạt cho gặp bố, Ngọc cũng nhất định không chịu ra gặp. Cuối cùng ông cụ lại phải lầm lũi ra về. Các cán bộ quản giáo đã phải mất rất nhiều công sức để động viên an ủi, Ngọc mới trở lại bình thường. Sau khi bản án tử hình được tuyên, những ngày đợi chờ trả án là những ngày ám ảnh, đáng sợ nhất đối với các tử tù. Đôi khi sự sợ hãi, hoảng loạn lên đến đỉnh điểm nhưng những tử tù này có hàng loạt hành động bất thường, điên loạn, thậm chí là dở đủ mọi chiêu trò nhằm chống đối. Thông thường, sau khi mới bị tuyên án, tử tù rất hoang mang sợ hãi. Phần lớn họ đều lấy ngày làm đêm, đêm làm ngày. Bởi việc thi hành án trước kia chỉ diễn ra vào sáng sớm, nên họ thường thức trắng, đến khi biết chắc mình được sống thêm mấy ngày nữa mới yên tâm đi ngủ. Nhiều tử tù còn sợ đến nỗi không ăn nổi cơm. Không ít người đối phó bằng cách hành cán bộ hoặc đòi yêu sách. Nhiều tử tù đòi hỏi về cung cấp thứ này thứ kia, thậm chí đòi cho em ra ngoài vài ngày xử nó. Những người có mâu thuẫn với hắn, xong em sẽ vào chịu tội. Khi không được đáp ứng, tử tù cứ nhè quản giáo mà chửi, chán rồi quay ra chửi nhau, gào khóc, hát, thậm chí hắt cả bô chất thải đó vào người cán bộ. Khi có cán bộ viện kiểm sát vào làm việc thì lu loa bảo không được ăn cơm. Nhiều người còn gọi cấp cứu, nhất là vào mùa hè, trời nóng vì suốt đêm không ngủ, canh trời sáng nên cứ 1-2 giờ đêm là kêu ẩm ý. Quản giáo lại phải lập tức tới mở 5-6 lần cửa khóa. Vào thì chỉ thấy tử tù ngồi cười nhăn nhở. Chỉ cần hai lần bị gọi cấp cứu, quản giáo cũng vất vả trắng đêm. Với những phạm nhân bị kết án tử hình như Ngọc thì thời gian sống của họ luôn chỉ được tính bằng ngày. Ngọc đòi gối hoa, đòi khăn mặt đẹp, đòi cả sách để mình sống lại khoảnh khắc đang yêu, được yêu và gợi cảm ngày nào có thể ngày hôm nay còn sống nhưng chỉ sáng sớm mai thôi họ đã bị đưa ra pháp trường để thi hành án. Âu cũng là những quái chiêu trong buồng giam tử tù, nhưng có lẽ cũng là lần cuối tử tù nếm mùi được sống. Theo hồ sơ vụ án, công an tỉnh Bắc Giang, đường dây hoạt động có nữ tử tù Nguyễn Thị Ngọc tham gia đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm công an tỉnh Bắc Giang triệt phá cách đây đúng 4 năm, tháng 4 năm 2006. Bản thân Ngọc từng lôi kéo bác ruột và em rể cùng tham gia. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bắc Giang xác định, từ tháng 9 năm 2004, đường dây này liên tục mua bán vận chuyển heroin với khối lượng hàng chục bánh từ Thái Nguyên lên Cao Bằng bán. Trong đó Nguyễn Thị Ngọc 9 lần mua bán 9 bánh, 9 cây heroin. Khi tham gia vào đường dây này, Ngọc câu kết với một đối tượng tên Sĩ, cùng góp vốn làm ăn chung lợi lãi chia đôi. Cả hai đứng ra thuê nhà ở Hải Yến ở thành phố Thái Nguyên làm nơi tổ chức mua bán giao nhận hàng. Chỉ đến khi ăn chia không sòng phẳng giữa sĩ và Ngọc nảy sinh mâu thuẫn thì việc mua bán hàng trắng mới tạm dừng. Cho khu biệt giam dành cho những phạm nhân lĩnh án tử hình ở trại tạm giam công an tỉnh Bắc Giang. Giờ chỉ còn một nữ tử tù duy nhất. Nguyễn Thị Ngọc mới 35 tuổi. Mọi thứ đều đã đóng sập trước mặt người đàn bà đẹp và sắc sảo một thời. Vì lợi nhuận của cần sa, Ngọc cùng đồng bọn đã quên mất đạo lý, lương tâm, gieo ra cái chết trắng cho đồng loại. Tội ác ấy giờ Ngọc đang phải trả giá bằng hình phạt nghiêm khắc. Nhưng sau hình phạt ấy của pháp luật còn có hình phạt lương tâm cao hơn thế của chính cô dành cho những người thân nơi quê nhà. Khi Ngọc nhận bản án tử hình, nỗi đau buồn của cô chẳng thể đau bằng nỗi đau xé ruột của bố mẹ, nỗi ám ảnh tủi thân của hai cô con gái nhỏ. Chồng cũng đang thi hành án vì phạm tội liên quan đến mai thúy tại trại giam Phú Sơn 4. Mấy năm chỉ có duy nhất người cha già cặm cụi từ cao bằng xuống thăm Ngọc. Chúng tôi đã tìm về quê Ngọc để gặp gia đình cô cùng những đứa con bất hạnh mẹ Ngọc bà Trần Thị Tửu đã ở cái tuổi gần đất xa trời, trông tiểu tụy khắc khổ bởi những trận ốm tuổi già và cái tâm luôn nặng chịu. Giờ tuổi cao sức yếu, bà vẫn phải bươn trải với gánh hàng tạp hóa trước cửa nhà để có tiền nuôi thân và lo cho hai đứa cháu con Ngọc đi học. Chồng bà vừa mất, đến giờ Ngọc vẫn chưa biết tin này. Gia đình con gái tan nát, mọi gánh nặng cơm áo chăm lo nuôi dạy hai đứa cháu đều dồn cho bà. Dèo cái chết trắng cho đồng loại, để con cái mình phải gánh hậu quả nặng nề như thế này. Những người đàn bà như Ngọc, những người như chồng cô đang nghĩ gì? Những kẻ đang định giàu bằng cách gieo rắc cái chết trắng cho người khác. Hãy nhìn vào phạm nhân Nguyễn Thị Ngọc để làm gương. Còn các bạn, các bạn có suy ngẫm gì về những câu chuyện của Giang Hồ Nguyễn Thị Ngọc? Cũng để lại dưới phần bình luận. Bạn muốn PKT làm về tiểu sử Giang Hồ nào? Hay người nổi tiếng nào? Cũng để lại thông tin ở bên dưới. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ người nổi tiếng mỗi ngày trên PKT.